Chào các bạn, mời các bạn đến với phần điểm tin bóng đá trưa ngày hôm nay 25 tháng 6. Trong bản tin này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Nghe lời này của ông Calisto, ông Park chẳng dạy gì mà bỏ Việt Nam. Lối đi nào cho cái lý của thầy Park và cái cớ của VFF trong chuyện gia hạn hợp đồng? Cầu thủ Philippines từng thua Việt Nam quyết phục thù ở AFC Cup. Cầu thủ Thái Lan từng đánh Nguyễn Đình Trọng bị gãy mũi sau pha va chạm. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến trở về Việt Nam mới đây, huấn luyện viên Henrique Calisto đã khẳng định một điều có thể khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo có những suy nghĩ tích cực trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng với bóng đá Việt Nam. Mới đây, huấn luyện viên Henrique Calisto đã trở lại Việt Nam để thăm bạn bè và các học trò cũ, chứng kiến sự phát triển vượt bậc của bóng đá Việt Nam. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đánh giá cao những đóng góp của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Calisto tiết lộ ông vẫn thường xuyên theo dõi và cập nhật tin tức về bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân 65 tuổi này rất vui mừng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà của Thái Lan tại King's Cup 2019. Trả lời báo Tuổi Trẻ, huấn luyện viên Henrique Calisto cho biết: "Bóng đá Việt Nam quá khởi sắc khi được ông Park Hang-seo dẫn dắt. Tôi rất vui và hào hứng với chiến thắng này của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu gần đây, đặc biệt là King's Cup vừa rồi. Một trận thắng đầy thuyết phục và hơn 10 năm sau chiến thắng 2-1 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2008, Việt Nam mới lại có ngay chiến thắng trên sân của Thái Lan. Ước mong của tôi là bóng đá Việt Nam luôn phát triển mạnh và tạo được tiếng vang ở các giải đấu Đông Nam Á cũng như là châu Á." Sau 10 năm làm việc trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Đồng Tâm Long An và đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Henrique Calisto đã chuyển đến dẫn dắt Muang Thong United ở Thái League của Thái Lan và Pacos Pereira của Bồ Đào Nha. Chia tay sự nghiệp cầm quân, ông Calisto đã đầu quân cho câu lạc bộ Đại Liên của Trung Quốc ở vị trí giám đốc kỹ thuật. Dù từng làm việc tại châu Âu hay châu Phi, huấn luyện viên Henrique Calisto vẫn khẳng định rằng Việt Nam vẫn là nơi mà ông muốn gắn bó nhất, bởi tình cảm của người hâm mộ là thứ không dễ gì có. Vị chiến lược gia này tiết lộ đội bóng Trung Quốc trả cho ông mức lương rất cao, nhưng có những thứ không thể sánh bằng Việt Nam. "Tuy tôi được đãi ngộ rất cao ở Trung Quốc khi làm việc cho Đại Liên, nhưng ở đó có nhiều điều không thể sánh bằng Việt Nam. Chỉ có ở Việt Nam tôi mới được có cảm giác bình yên như đang sống ở quê nhà. Ra đường tôi luôn bắt gặp sự hiền hòa, dễ mến của mọi người, cho dù đó là lần đầu tôi gặp họ. Bóng đá đã kéo theo mọi người xích lại gần nhau hơn. Thật lòng mà nói, những ngày sống nơi đây tôi đã thỏa nguyện với những tính toán của mình trong cuộc đời huấn luyện viên", ông Calisto nói với báo Tuổi Trẻ. Huấn luyện viên Calisto dẫn dắt tuyển Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2011. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là một trong những huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử các đội tuyển Việt Nam. Ông là người đầu tiên đưa Việt Nam tới chức vô địch AFF Cup 2008, giúp cho U23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 2009 và tiếp tục đưa tuyển Việt Nam tới bán kết AFF Cup 2010. Lại nói đến chuyện hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF, thì cái lý của thầy Park và cái cớ của VFF liệu có tìm được tiếng nói chung theo cách nào giữa sự đồn đoán của dư luận? Thưa quý vị và các bạn, VFF chuẩn bị ngồi lại làm việc cùng người đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo để tìm ra tiếng nói chung trước khi ký kết hợp đồng mới với bóng đá Việt Nam. Với những gì đã làm được cho bóng đá Việt Nam, tuyển Việt Nam cùng với tình cảm rất lớn từ người hâm mộ vào lúc này, dường như chiến lược gia người Hàn đang là người nắm thế chủ động ở cuộc đàm phán tới đây. Chắc chắn ông Park Hang-seo sẽ muốn cho mình những quyền lợi lớn hơn so với bản hợp đồng hiện tại, bao gồm tiền lương, chế độ, nhà ở và xe cộ cũng như một số điều khoản khác dành cho ekip của mình. Đây không phải là một sự đòi hỏi, nói chính xác hơn, sau những gì đã làm được cho bóng đá Việt Nam trong gần 2 năm qua, chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn xứng đáng để nhận được mức đãi ngộ cao hơn từ VFF. Tuy nhiên, như đã từng đề cập ở trước đó thì chế độ đãi ngộ không phải là điều mà ông thầy người Hàn Quốc quan tâm nhất. Trái lại, điều kiện làm việc hay những chỉ tiêu phù hợp mới là điều để ông Park quyết định có gắn bó tiếp với bóng đá Việt Nam hay không. Và cái cớ của VFF. Trong những ngày qua, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của VFF là ông Cấn Văn Nghĩa đã lên tiếng với ngụ ý tiền lương của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được lo một cách đầy đủ nếu tái ký hợp đồng. Cùng lúc đó thì bản thân Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chủ tịch VFF ông Lê Khánh Hải đã mở đường cho tổ chức mà mình đứng đầu tiến hành đàm phán với huấn luyện viên Park Hang-seo khi khẳng định rằng chiến lược gia người Hàn Quốc không thiệt thòi một khi tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề mà VFF khúc mắc nhất cho tới lúc này cũng lại là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo gần như chắc chắn sẽ đòi hỏi: điều kiện làm việc và mục tiêu như thế nào khi nhận chế độ đãi ngộ cao nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Rõ ràng, khi bỏ ra tới 50.000 USD sau thuế, tức là gấp 2,5 lần mức lương cũ mà ông Park được nhận, thì mục tiêu và sự đòi hỏi của VFF đương nhiên là phải cao hơn. Có nghĩa là những điều khoản chung kiểu chơi tốt tại vòng loại World Cup 2022 hay vào chung kết SEA Games 30 chắc chắn sẽ được thay bằng những thành tích cụ thể và rõ ràng hơn. Cụ thể hơn nữa, sau khi tái ký, chắc chắn VFF sẽ đòi hỏi huấn luyện viên Park Hang-seo phải hoàn thành mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020, hướng tới Asian Cup 2 năm sau đó, chưa kể các giải đấu xen kẽ như SEA Games 31 trên sân nhà. Đây không phải là đòi hỏi quá đáng từ VFF, nhưng lại trái với suy nghĩ từ huấn luyện viên Park Hang-seo khi chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ mong dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến các mục tiêu cao hơn, thay vì nắm thêm tuyển U23 và Olympic. Giải quyết được khúc mắc này với huấn luyện viên Park Hang-seo, chuyện ký hợp đồng chắc chắn chỉ còn là thời gian mà thôi. Bởi rất rõ ràng, ông thầy người Hàn Quốc thực tế cũng chẳng muốn chia tay bóng đá Việt Nam, trừ khi không tìm được tiếng nói chung với VFF. Cầu thủ Philippines từng thua Việt Nam quyết phục thù ở AFC Cup. Alvaro Silva, tuyển thủ Philippines từng bị loại khỏi bán kết AFF Cup 2018 trước Việt Nam, nay chuẩn bị cùng Ceres Negros đá trận quyết định với Hà Nội FC tại AFC Cup 2019. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19 giờ hôm nay, ngày 25 tháng 6, câu lạc bộ Ceres Negros chuẩn bị đá trận bán kết lượt về AFC Cup 2019 trên sân nhà của Hà Nội FC. Do ở trận lượt đi hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1 nên trận đấu tới đây chắc chắn sẽ là ngày trở lại đáng nhớ của cầu thủ Alvaro Silva, một người cũ của câu lạc bộ Hà Nội và cũng là người từng nếm trải thất bại cay đắng cùng đội tuyển quốc gia Philippines tại AFF Cup 2018. Ở kỳ AFF Cup 2018, Alvaro Silva cùng các đồng đội đã nhận thất bại với tổng tỷ số là 2-4 sau hai lượt trận bán kết trước đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Chia sẻ trước truyền thông, Alvaro Silva cho biết anh và các đồng đội ở Ceres Negros sẽ đòi lại món nợ trong lần trở lại Việt Nam này. Alvaro Silva cho biết: "Tôi từng có thời gian thi đấu lâu để đủ hiểu rõ câu lạc bộ Hà Nội. Họ luôn là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ trẻ. Tôi cũng từng đối đầu với nhiều cầu thủ ấy rồi. Có rất nhiều cầu thủ của Hà Nội là tuyển thủ quốc gia Việt Nam dự AFF Cup 2018 mà tôi từng đối đầu, nên tôi rất tự tin sẽ ngăn cản được họ ở lần này. Hồi ở AFF Cup 2018, chúng tôi đã thua, nhưng đó là khi đội tuyển Philippines gặp rất nhiều vấn đề về lực lượng. Lần này thì hoàn toàn khác. Tôi đã để quá khứ ở lại sau lưng." Đội trưởng của Ceres Negros cho biết. Cầu thủ Thái Lan từng đánh nguội Đình Trọng bị gãy mũi sau pha va chạm. Supachai Jaidi, người từng có hành vi chơi xấu với trung vệ Trần Đình Trọng của tuyển Việt Nam hồi đầu năm nay, đã dính phải một chấn thương không mong muốn. Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 15 Thái League vừa qua, Buriram United đã có chiến thắng giòn giã 4-0 trên sân nhà. Một chiến thắng có phần đau đớn của tiền đạo Supachai Jaidi, người từng có hành vi xấu với trung vệ Trần Đình Trọng ở vòng loại U23 châu Á diễn ra hồi tháng 3 năm nay. Ngay từ phút thứ 15, trong một tình huống sút phạt của Buriram United, Supachai băng vào đánh đầu nhưng đã va chạm với khuỷu tay của hậu vệ đối phương. Chân sút 20 tuổi của tuyển Thái Lan nằm sân đau đớn, nhưng sau đó anh vẫn cố gắng thi đấu đến phút thứ 84 rồi được thay ra nghỉ. Sau trận đấu, Supachai Jaidi đi chụp chiếu và bị kết luận là gãy mũi. Chấn thương của Supachai cần ít nhất một tuần để nghỉ ngơi và anh có thể nghỉ hai trận đấu tiếp theo với Chonburi ở Thái League và tái đấu Chiang Mai ở League Cup. Supachai Jaidi là một trong những tài năng trẻ đầy triển vọng của bóng đá Thái Lan những năm gần đây. Mới bước sang tuổi 20 nhưng anh này đã là tiền đạo quan trọng của U23 Thái Lan lẫn đội tuyển quốc gia. Tại King's Cup 2019, Supachai đã chiếm lấy suất đá chính từ người đàn anh Tirasin Dangda để trở thành trung phong cắm chủ chốt nơi hàng tiền đạo của voi chiến. Tuy nhiên,
Theo báo giới xứ sở Chùa Vàng thì điều duy nhất có thể cản trở tài năng của Subhachai chính là tính khí nóng nảy của tiền đạo này. Tại vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình hồi tháng 3 vừa qua, trong trận đấu cuối cùng giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, Subhachai đã đánh nguội với trung vệ Đình Trọng ở thời điểm đội nhà bị dẫn trước 2 bàn. Subhachai sau đó đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cấm thi đấu 2 trận tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.